một cái thôi. Ok. Đúng rồi, tại sao con người keyboard vậy đúng không? Một con máy tốt chục cũ. Xin một cái đem về phòng chân chơi vậy đó. Không ngờ vừa đẹp trai vừa nhiều tiền mà keyboard luôn á. Anh bên ngoài đẹp trai, bên trong không có tiền nha em. À, em không thấy là anh mỗi lần anh qua bển là anh toàn ăn mì tôm không em thấy nè. Anh định mát. Có một tim nha. Dạ, mày dám chiếm chỗ tao không? Giết nó kiên. Anh chưa có xuống nữa. Giết. Nó trên đầu em nè, không có xuống. Ôi ơi, trên đầu. Trên đầu. Na cái thằng ơi, chưa có xuống. Na cũng không. Ui Sona chết kìa. Cứu Sona kìa, ai cứu Sona kìa. Định mệnh nó dám giết Sona. Nhớ. Lắp mỏ nó. Không có xuống. Không. Lê. Anh ơi. Con đa gà quá à. Gà quá à. Cục mò mới chứ bỏ. Ui que thấy không mẹ. Nói rồi trước khi mời là phải xem coi người mình mời có bắn hay hay không. Ai ngờ hai na chết luôn. Anh câu hiệu của em có gì ạ? Có cái chó gì đâu. Gà quá cứu cũng được nữa. Đúng rồi, anh sang gà, anh sang bảo là sao bảo là một lần mà em đi sau đồng đội là không có ai phải sống hay không có ai phải chết hết. Cái đó là nghiệp mà em lấy máy tính đó em. Nghiệp đó em. Em thấy nghiệp chưa? Nghiệp tới nghiệp quật nhanh lắm, không chừa một ai em à. Anh gà nó không cứu được em, còn quá trời máu luôn mà anh không. Anh cố tình đúng không? Anh đây em lấy máy tính qua xong rồi anh giả thù em gì? Đúng rồi, chị là biết. Biết rồi. Mẹ gà mà gà nó chạy luôn trời chưa gì. Đã biết địch ở trên đây rồi còn đứng ở ngoài đồng bắn nữa. Đó. Ủa, như là em bắn cái thằng chạy giữa đồng mà xong rồi thằng trên nó bắn em mà em có biết thằng gì đó đâu. Rồi thì nó đứng bắn cả tiếng đồng hồ từ năm ngoái tới năm nay luôn á. Anh tìm cách trả thù em vậy. Anh đòi em không được, anh đánh em không được nên trả thù em. Em biết nà, em bây, hiểu. Nà bây giờ là cố vấn tối cao của TikTok đó, không phải giỡn đâu. Nhớ, đấng tối cao của TikTok cùng với đó là đấng tối cao của những bà mẹ. Ôi, sao dưới này có xác anh ơi? Sao dưới này đồ? Xin nói như vậy. Thì đúng rồi, em giống như mẹ người ta vậy em. Vào kia mẹ chửi tụi nó như chửi con vậy á, chửi con đẻ vậy á. Đâu, em nói vậy là sai rồi, con Na làm gì, ai con Na hiền lắm anh ơi, em nói thật. Na hiền mà, nó tội nữa. Trời ơi, giờ có quay không hả, có gì đó hả? Đấy, Na như vậy thôi, Na hiền mà. Mỗi lần mà tem mà quay phim á, bây giờ tụi mày có quay không? Mẹ tụi mày không quay, nghỉ mẹ đi. Bực cả min, bực cả min, để có đi học. Ủa cái gì? Em. Mà thấy chưa? Không, Na hiền lắm, em nói gì đâu. Mẹ mày nha mày ơi. Đó, Na vậy đó. Mẹ mày nha mày. Nhưng mày có quay không? Không mẹ Na. Không có chửi vậy mà. Sao mọi người đổ tư cho em quá vậy? Thôi đi, anh thấy tụi nó phản ánh là em là luôn luôn bắt tụi nó là làm chủ làm ngựa. Anh ơi, kiểu có hack kìa. Đâu? Cái thằng kia nó bắn headshot hai cái bằng cái súng gì mới á. Cái súng tỉa gì mới á. Trời ơi, em cứ lo hắc thì gặp anh thôi. Thằng này nó gáy nhiều quá, nãy giờ anh chịu, nó gáy không chịu nổi luôn em. Ôi, bên này. Ừ, bắn thì gà, gáy thì to đâu. Hướng nơi ai, bên trái. Bắn gì đâu. Nó vừa bắn máu, cho anh đây. Đâu? Bên cái đồi bên kia anh. Hướng ai, hướng 30 nơi ai nè. Giết nó đi em. Em đang cầm AKS. Kìa, anh nghe tiếng quật rồi. Đúng rồi, nó còn chảo. Rất gần đúng không, gần đúng không? Gần, bên trời sao anh? Trời anh ơi, trời. Cái chỗ này lúc này anh và em lấy top 1 đấy. Gì nãy giờ có top 1 luôn à? Ôi trời. Không phải trời dưới đây nè. Kìa nó chạy ra. Ghê. Ghê. Cái gì cả hết, em bắn một đống đam luôn đấy. Kìa bắn nhau kìa. Nghe chỗ anh bên ơi. Không bên ơi. Sau lưng kìa, cố lên. Không rồi anh ơi. Nó bị gà hết rồi. Nóc hết rồi, bên kia gà.
ghê. Em bị cán hết rồi anh ơi. Bên phải em còn một team nữa. Tại sao là cái của tôi ta? Tôi có làm gì đâu mà cái ta? Gì anh bắn gục có kill anh sang nhà cơ mà. Anh bắn gục 2 kill. Kill bên này nè. Anh bắn gục 2. Đây có nè. Cái thằng headshot đó anh. Có luôn hả? Em bắn, em bắn vào đầu 1, em bắn vào đầu 1 mà bị cát ấy, cát kill. Cát 1 kill bên phải em còn giao trên đấy này. Tới mà làm nó đi em. Sợ gì em? Mình hai thằng mà. Mình nó 4 mà lo gì. Đúng rồi anh. Ơi, ơi. Chỗ kìa anh. Gục chưa? Chưa anh ơi. Trời ơi, cái gì anh ơi. Khi còn nữa kìa. Chơi nó em, qua chơi nó nè. Ok anh ơi. Có vô cho anh nè. Có mình, có mình, có mình, có mình. Một báo anh ơi, một báo dưới nhà, một viên là chết rồi. Đúng một viên chết luôn anh. Trời, 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 trời. Trời ơi. Nóc rồi anh. Thằng bên kia đang bắn anh kìa. Bên trái có địch luôn này. Bên phải có luôn này. Yeah. Bên trái có anh đây, bên trái có này. Bên cầu ấy, bên dưới cầu, dưới cầu. Dưới cầu đúng không? Đúng rồi. Nhiều người vậy. Cái khu dân cư mà. Đâu? Nó vừa bắn dưới em đấy. Cầu chứ bạn luôn á, trái luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Dưới cầu đúng không? Đúng, okay, đúng, đúng, sau cục đá ấy, sau cục đá ấy. Sau cái trụ ở giữa, cái trụ ở giữa ấy. Ở đây có tiếng xe là sao ta? Đúng rồi. Không thấy nha. Đúng rồi. Ủa sao có tiếng xe quân đội ta? Có tiếng xe bị lỗi ở đây. À, xe sen, có tiếng xe sen. Lỗi. Có thằng bắn em đây mà ta. Na kìa, na bông hoa. Na bông hoa ơi. Na bông hoa ơi. Hello, em còn làm ở đó không ta? Ta. Nam bông hoa ơi. Hả? Hả? Em còn ở đó không? Yo boy anh ơi. Đang làm gì đó? Ủa, Na bông hoa, em đổi tên liên tục vậy? Em đổi được lên cho mày. Em đổi được lên cho mày. Người miền Trung, người miền Trung. À, tôi biết con Na đi rồi. Tôi biết ba rồi, tôi chưa biết ba mô. Na ơi. Na. Chuyện Na nào vậy? Na bông hoa. Trời, bỏ Na gậy mê rồi. Em có bồ chưa? Em chưa. Em đã làm gì có người yêu? Em đang sợ ế đi này. Kiên. Ngày xưa Kiên bán sửa đầu nền, giờ đây Kiên đã gặp Na rồi đấy. Na. Nè, yeah, đúng là nhát luôn á. Khủng. Đúng là nhát luôn á. Na ơi, Na xin năm bao nhiêu vậy? Na bông hoa. Em xin 2 cái 2. Em xin 2 cái 2. FBI open up. Ôi, anh ơi, cứu em. Em bay được không đâu, ở trên cao anh. Nó bắn em bay cả đầu. Bội bạc. Bội bạc cái gì? Người ta có người yêu rồi, người ta chưa có thì cho người ta nói chuyện chứ. Sau lưng có, vô trong. Ok. Chạy luôn. Bên phải có thằng bắn VLS anh ơi. Ok, chạy. Anh đang chạy hụt hơi nên nè. Anh chạy hơn em không? Em sao chạy không anh? Nghĩa chơi trò đó luôn hả? Khi nói chuyện mắc cười ghê á. Cái con này trời ơi, nó làm nhục em bữa giờ anh sang ơi. Em nói chuyện cái gì? Em nói chuyện cái gì cứ nói anh kia nói chuyện mắc cười qua xong nó ha ha. Anh kia nói chuyện hài hước quá. Đấy rồi, đỡ thêm bên sang nữa rồi. Thêm bên sang nữa rồi.
cười vẽ bụng luôn. Rồi tới đoạn mắc cười chưa? Rồi anh Trang, rồi anh Trang, giờ anh Trang đi theo pha của Na luôn rồi. Na bên, Na tròn phú, giờ nó em nói chuyện cái gì cứ anh kia nói chuyện mắc cười quá, rồi xong nó cười. Anh cũng mắc cười quá. Nhục nha em, nhục đấy. Trời. Ôi bây giờ đứng lên cây không được. Ôi. Anh ơi, nó bắn VSS em, anh ơi. Vị trí nó ở đâu vậy? Sau lưng, sau cầu anh ơi. Em hết máu rồi. Anh còn máu. Ôi. Anh hết rồi. Trên, trong nhà anh ơi, trong nhà, dưới nhà em luôn, Dưới nhà em. Trong nhà, lên lầu, lầu 2. Nó chạy xuống, nó chạy xuống hả? Con áo đen đúng rồi. Xem ra ad của em. Ôi sao luôn, Không may mà mình nhanh. Ơi, ơi anh ơi. Nó bắn em kìa anh ơi. Toan rồi. Đừng có gạt kiên mà. Cầm đi nha. Đồ chơi nhiều lắm. Tại anh Trang hết, anh Trang nhảy xuống. Thì ai bị con gà chí. Em chơi á, em phải dùng cái đồ lạnh. Em đang cover luôn đấy. Em đang cover anh luôn, anh nhảy xuống. Anh để em chết em, một mình. Em phải chơi cái đồ lạnh giống anh nè. Em hiểu anh rồi. Anh bỏ em. Anh đi theo Na với John rồi. Chơi gì toàn bỏ em không. Ôi sao lưng có người đập mình kìa anh. Anh không biết rồi em. Cố lên Sang ơi. Đây là vị trí của Heavy AS Mobila. AS Mobila đang cầm chân trong tay M1P40 bit vàng. Rồi. À. Còn một anh ơi. Bơm máu đi. Hết xì quẹn rồi. Bơm máu đi anh ơi. Hết xì quẹn rồi. Anh Sang top 1 rồi. Anh Sang top 1 tặng anh Sang 10 kim cương. 10k kim cương, 10.000 kim cương. Bỏ trong nhà. À, thằng này. Cố lên anh Sang ơi, anh tin em làm được. Hay quá anh Sang ơi. Trời ơi anh Sang hay quá anh ơi. Anh nói rồi, bắn bo cuối em phải sử dụng cái đầu lạnh giống anh á. Trời. Anh còn sơn được cái màu ở trên bức tường em thấy hả? Hèn cho anh đấy.